gọi Ronaldo là nỗi thất bại. Huyền thoại Bayern đưa Messi lên mây. Tính đến thời điểm này trong sự nghiệp, cầu thủ Real Madrid vẫn chưa ghi được bất kỳ bàn thắng nào ở vòng loại trực tiếp World Cup. Với việc Ronaldo 37 tuổi và đang tìm kiếm bến đỗ mới, cầu thủ Đức Matheus đã có những chia sẻ đáng chú ý. Với những hành vi ích kỷ của mình, Ronaldo đã làm hại đội bóng và cả chính anh ấy. Matheus nói, không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời và là một tay dứt điểm hoàn toàn đến chết người. Nhưng giờ, anh ấy đã làm hỏng di sản của mình. Thật khó để nghĩ rằng anh ấy có thể tìm được một vị trí trong đội. Tôi cảm thấy tiếc cho Ronaldo. Trong khi Ronaldo và Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết, thì vận may của Lionel Messi và Argentina là rất khác nhau. Khi họ ăn mừng vinh quang sau chiến thắng kịch tính ở loạt sút luân lưu trước Pháp trong trận chung kết hôm Chủ nhật. Điều đó khẳng định Messi là cầu thủ của thiên niên kỷ trong mắt nhà vô địch World Cup 1990. Matheus, người có quan điểm khác với Ronaldo. Ronaldo tất nhiên là một thất bại lớn của World Cup, điều ngược lại với Messi, ông nói. Việc này cũng dành nhiều lời khen ngợi đến thủ lĩnh của Argentina. Đối với tôi, Messi là cầu thủ của thiên niên kỷ, Matheus khẳng định.